Có một loại cây uống vào cả đêm quỳ gối không mỏi, cũng là loại cây đấy uống vào đêm ba bốn nháy vợ phải xin tha, cũng là loại cây đấy uống vào cứng như rùi đục, hùng hục như trâu, vẫn là loại cây đấy uống vào cường tráng khỏe mạnh, gân cốt thì dẻo dai. Các bác biết đó là cây gì không? Ở trên vùng cao em thì các bác trai ngoài 50-60 tuổi hay lấy cây này về để ngâm tiểu uống hay là đun nước uống hàng ngày để giúp cho cơ thể cường tráng hơn, sung sức hơn, sinh lý thì khỏe hơn. Đó là cây đỗ trọng nam các bác nhá, cây đỗ trọng nam nhá. Đây các anh em của mình thì đi vào trong rừng lấy là họ sẽ là trực tiếp uống cây này tại rừng luôn này. Đấy, khi cắt ra nó ra nước như này luôn này. Đấy, uống rất là mát, rất là ngon luôn nhá. Các bác dùng cây này đừng để uống nước ấy, thì lấy cây này phơi khô, lấy 10g đun với 2 lít nước, đun sôi hạ nhỏ lửa để sôi khoảng 20 phút là uống thay nước trà hàng ngày nhé. Còn những bác nào mà muốn dùng để ngâm tiểu ấy thì lấy cây này là phơi khô là 1kg khô thì ngâm được 5 lít tiểu, ngâm 1 tháng thì mình dùng nhé. Đấy, mỗi ngày uống 2 ly sau ăn. Đây là em trai của một phim này. Đấy, em ấy cứ chặt ra là uống luôn này. Đó, uống vào thì rất là khỏe nha các bác nha.